Ngày nào mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào luôn khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin. Chỉ cần một ly nước thôi, chỉ cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra, để rồi trên lối đi tôi bắt gặp đam đen mù lòa. Lần mò trên lối đi không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên phần nghèo sống trong ta, mở rộng vòng tay dân ai với bao phần nghèo. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, người mang lấy giống như phàm nhân, người nghèo khó nhưng ai làm than phần cơ hàng. Người đã đến với ai khổ đau, người có thể Chúa nắm tay ui an. Người đói khát Chúa sẽ chia của ăn, để dân thế vang vọng tiếng tin mừng. Ngày nào, một ngày nào khi diễn thanh thanh, tôi mới hỏi dân thanh là gì. Cuộc đời luôn lối trôi như chiếc thuyền gặp bao sóng gió. Lòng người hay đổi thay, tình ngày vẫn không phai. Nguyện cầu thầm tâm nhân hiến bước đi với Ngài. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, người mang lấy giống như phàm nhân, người nghe khó nhưng ai làm than phần cơ hàng. Người sẽ đến tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn, để dân thế vang vọng tiếng tin mừng, để dân thế vang vọng.